Bây giờ anh nói đi, hôm nay là ngày gì? Anh muốn em ra, anh buộc em ra, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em bình tĩnh nghe anh nói. Em bình tĩnh lại rồi, em không muốn nghe anh giải thích nữa. Quên. Làm việc riêng ra đi trễ, biết quên là bữa họp quan trọng, không tới được nữa. Đừng được cắt dây đi. Đón xem tập 59 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 1 tháng 5 năm 2017 trên kênh HTV7.